Hello, xin chào tất cả mọi người. Nhà cũ Trần Liêm ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng những cái sản phẩm Yamaha BR SX720 hoặc là SX920, thì nó có một cái cách thức sử dụng chung cho mọi người. Thì khi mà mọi người đã có được một cái cây đàn ở trong tay rồi, cái nhiệm vụ đầu tiên ở trong cái lần đầu tiên mở máy mọi người cần phải làm gì, thì ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho mọi người một cách chi tiết. Khi mọi người vừa khui kiện hàng ra hoặc là mọi người đã order bên Trần Liêm để giao tận nhà cho mọi người, thì những cái bước cài đặt đã được Trần Liêm làm sẵn. Còn đối với mua ở những nơi khác, nhiều khi nó chưa có làm cho mọi người gì hết á, thì Trần Liêm sẽ hướng dẫn cho mọi người. Cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra bàn phím, xem tất cả các phím nó có ok hết hay không nha. Bước kiểm tra này rất quan trọng, chúng ta không thể nào loại bỏ cái tình huống là cây đàn nó có gặp lỗi trong quá trình vận chuyển được ha. Do đó kiểm tra phím, khi mà phím ok rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra loa. Chúng ta nghe hai cái loa nó đều hai bên là ok. Tiếp theo chúng ta sẽ căn chỉnh lại cảm ứng bằng cách bấm menu 2, bấm utility, bấm vào mục test range, bấm vào calibration, bấm chạm vào điểm giữa của dấu cộng. Đó là thao tác căn chỉnh cảm ứng. Rồi sau đó chúng ta sẽ kiểm tra cảm ứng bằng cách chạm vào tất cả những cái ô dữ liệu. Thì cái màn hình của cây SX720 rất là nhạy. Đó, mọi người thấy không? B1, B2, B3, B4, B5. Rất ok. Rồi sau đó tiếp theo cái thao tác mà căn chỉnh cảm ứng, chúng ta sẽ khóa Chainbot lại bằng cách bấm Direct Access, bấm Receive. Ở ô Chainbot chúng ta sẽ tích chọn nó nha, Light Control, Mix Setting là cũng lít chọn luôn ha. Mọi người nhìn kỹ cái màn hình này, lít chọn những cái âm ở những cái mục như vậy. Sau đó chúng ta thoát ra. Rồi lần đầu tiên khi mà mua đàn, nếu người ta chưa cài dữ liệu cho mọi người thì mọi người thấy 8 nút đèn này nó chưa sáng đèn. Còn đối với những cái cây đàn mà đã được khui máy ra rồi thì 8 nút này nó sáng và đã được nạp dữ liệu. Chúng ta kiểm tra bộ dữ liệu Sampler bằng cách chúng ta bấm vào nút này, Expansion User. Thì ở bộ dữ liệu Trần Liêm có rất là nhiều thư mục, do cái dòng đàn này nó đến 1 GB, do đó mà Trần Liêm chép full bộ nhớ cho nó luôn, bao gồm dân ca, bao gồm DJ, bao gồm Sampler Khmer Thái Lan và bao gồm những cái update lên phiên bản V25 tại cửa hàng Trần Liêm. Tất cả đều được cài miễn phí khi mọi người mua tại Trần Liêm. Rồi sau đó chúng ta khởi động đàn lên xong rồi, chúng ta kiểm tra phím, kiểm tra màn hình, kiểm tra loa, rồi chúng ta sẽ cài Sampler và hướng dẫn cài Sampler. Ví dụ như có một mọi người không muốn là trực tiếp cho cái cửa hàng cài mà muốn mua về tự cài, thì mọi người sẽ bấm menu, bấm vào Expansion User, Expansion. Thì mọi người sẽ xuất cái file info vào trong cái USB, và USB đó sẽ cắm vô trong máy tính và gửi cái file này cho cái cửa hàng. Sau đó họ sẽ gửi lại cho mọi người toàn những cái file cài Sampler nha. Rồi chúng ta bấm vào đây để xuất file info, bấm OK, bấm OK. Rồi như vậy là xong ha. Như vậy là lấy cái USB đó cắm vào trong cái máy tính và gửi mail cho cái nơi bán hàng hoặc là nơi cài Sampler. Rồi sau đó họ sẽ gửi cho mọi người những cái dữ liệu, mọi người bấm vào, mọi người cắm USB vào trong đây. Sau khi load từ máy tính, từ bên Gmail vô cái USB nè, và bấm Back Installation, và mọi người sẽ kiếm đến cái thư mục là nó có chứa cái chữ SX720 hoặc là cái tên của mọi người V24 Trần Liêm chẳng hạn, bấm vô và sau đó là thực hiện thao tác cài và hướng dẫn sử dụng. Rồi hướng dẫn sử dụng chi tiết mọi người sẽ xem chuỗi video hướng dẫn ở những bước tiếp theo. Trần Liêm cảm ơn mọi người theo dõi video. Nếu như mọi người thấy video hữu ích ý nghĩa, nhớ bấm cho Trần Liêm một cái nút đăng ký kênh ủng hộ Trần Liêm nha. Rồi anh chị em nào muốn mua cây đàn này liên hệ ngay với Trần Liêm luôn. Cây đàn này hôm nay là ngày 26 tháng 9, cửa hàng Trần Liêm khui mới 100% ra để quay clip hướng dẫn cũng như là quay clip demo kiểm tra dữ liệu Sampler. Nó y như mới, còn đầy đủ thùng hộp thùng luôn, nhưng
khi mà Trần Liêm đã tháo ra rồi, Trần Liêm không được quyền bán hàng mới nữa, mà cây đàn này được gọi là đàn đã qua sử dụng tại cửa hàng Trần Liêm, đàn cây đàn demo nha. Và cây đàn này thì tầm hơn một tháng nữa thì Trần Liêm mới bán, tại vì Trần Liêm còn rất nhiều dự án quay video trên cái cây đàn này. Cây đàn bảo hành 24 tháng, tuy nhiên một tháng sau mọi người mua với giá rẻ hơn. Lý do là sao? Gia tay thì Trần Liêm đã bám vô rồi. Lý do gì nữa? Nó đã cũ thì Trần Liêm sẽ bán với giá rất là phải chăng, 27 triệu dành cho anh chị em nào sở hữu cây đàn này. Ngay từ bây giờ anh chị em nào có nhu cầu mua đàn này với giá 27 triệu đặt cọc cho Trần Liêm, tầm khoảng 1 tháng sau mọi người sẽ nhận được đàn này ha. Rồi, vẫn được bảo hành 2 năm đầy đủ full phụ kiện nha. Và nếu mọi người có mua được hay không thì đó là cái duyên của mọi người nữa. Nhiều khi đăng lên là có người cọc liền để chờ tháng sau gom cây này về nha. Giá mới của nó là 31 triệu, giá cây này 27 triệu. Một tháng sau nữa Trần Liêm mới bán. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.